Ai xin chào các bạn. Có bao giờ các bạn đựng được một cái tin nhắn Messenger nhưng mà chưa kịp đọc thì người ta đã thu hồi cái tin nhắn đó rồi không? Kiểu như là chích bà tao nhắn lộn cho mày. What the f***? Nhưng mà các bạn cũng thấy khó chịu không khi mà mình không đọc được cái tin nhắn đó và mình cũng có một tí gì đó tò mò đúng không ạ? Vậy trong ngày hôm nay, trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để chúng ta có thể xem được tin nhắn mà người ta đã thu hồi rất là dễ dàng mà không cần phải làm quá nhiều bước hay quá nhiều thao tác. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta vào video thôi. Rồi, trước khi đi vào cái app, chúng ta sẽ có một vài cái lưu ý nhỏ. Thứ nhất là cái app này thì mình đang xài trên máy Android và nó hoạt động rất là mượt mà. Mình không có bị bỏ qua quá nhiều tin nhắn unsend. Cái thứ hai là việc cái app này nó sẽ yêu cầu một vài cái quyền cơ bản thì các bạn cứ yên tâm mà cấp quyền cho nó. Chúng ta không có phải là bị đọc dữ liệu hay là bị đọc dữ liệu hình ảnh hay cái gì đâu. Các bạn cứ yên tâm nha. Rồi, bắt đầu chúng ta vào app thôi. Rồi, cái app mà mình muốn hướng dẫn các bạn thì nó sẽ có tên là Unsend Messenger. Thì cái app này bạn hoàn toàn có thể vào ứng dụng CH Play. Chúng ta chỉ cần gõ Unsend Messenger thôi, nó sẽ ra cái app hình như thế này. Đó, thì các bạn cứ việc cài xong và chúng ta khởi động lên. Rồi, trong lúc mà khởi động á, nó sẽ yêu cầu các bạn một vài cái quyền sau. Thứ nhất là quyền đọc thông báo, cho phép thông báo. Thì cái quyền này thì mình nghĩ là cái app nào nó cũng sẽ yêu cầu thôi. Cái thứ hai là nó sẽ yêu cầu một cái quyền, đó là quyền truy cập. Đây, truy cập vào bộ nhớ. Và cái này hồi nãy mình nhấn lộn lên là nó bị deny á, thì nó sẽ không thể nào mà sử dụng được nếu như các bạn không cho phép nó truy cập vào cái quyền bộ nhớ này. Và mình tin rằng cái quyền bộ nhớ này thật sự là nó cũng không ảnh hưởng tới data của các bạn hay là bị lấy cắp dữ liệu người dùng đâu. Tại vì thật ra mà nói bây giờ app nào nó cũng yêu cầu những cái quyền rất là cơ bản như thế này thôi. Rồi, ok. Sau khi mà các bạn đã cài xong và chúng ta đã có thể cấp quyền cho nó rồi thì các bạn sẽ có một cái giao diện như thế này. Đó, nó sẽ cho chúng ta xem là có tất cả các tin nhắn nè, những cái ứng dụng mà bạn hay dùng nè. Đó, ở đây là Messenger nè. Rồi, có cả những cái tin nhắn giống như là của Lazada thông báo á, thì nó cũng sẽ hiện ở trong này luôn. Đây là giống như là một cái phần mềm để các bạn có thể quản lý được toàn bộ cái tin nhắn mà máy nó hiện về trong lúc mà các bạn cài app luôn. Rồi, bây giờ thì cái tính năng mà mình thấy là hay nhất của cái app này á, đó là việc các bạn hoàn toàn có thể xem được tin nhắn người khác đã thu hồi. Thì mình sẽ quay qua app Messenger nè. Đó, thì mình đang có một cái tin nhắn đã thu hồi ở đây. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ vào là cái app Unsend và chúng ta sẽ xem là All Message nè. Rồi, đó, mình crush bạn quá nè. Đó là cái tin nhắn mà đã được thu hồi lúc nãy và mình thì vẫn hoàn toàn có thể đọc được và đọc được 9 phút trước luôn. Là tức là có nghĩa là trừ khi nào mà các bạn xóa trong này thôi. Còn nếu như các bạn không xóa thì cái tin nhắn này nó sẽ nằm ở đây luôn và các bạn hoàn toàn có thể đọc được. Kiểu như là người ta đã gửi 1 tiếng, 2 tiếng sau thì các bạn vẫn có thể đọc được. Miễn là cái app này lúc nào nó cũng chạy. Và cái nhược điểm của cái app này mà thực sự là mình không thích lắm, đó là việc nó quảng cáo. Ừ, thì bất kỳ cái app miễn phí nào thì nó cũng sẽ phải có quảng cáo thôi. Nhưng mà các bạn nếu như thực sự là sử dụng cái app này thường xuyên á, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua premium của cái app này luôn. Thì các bạn vào cài đặt nè. Đó, nó có Get Pro Version nè. Thì trong phần này thì chúng ta sẽ chỉ tốn 100 nghìn một tháng và các bạn mua một lần là xài luôn, chứ không có phải là mỗi tháng. Mình nói lộn, cái này là nó mua một lần là xài luôn chứ không phải là mỗi tháng nha. Thì chúng ta sẽ có được mất quảng cáo thì cái này là chuyện đương nhiên rồi. Có bộ nhớ lưu trữ tin nhắn vĩnh viễn, cập nhật lên phiên bản mới nhất nè, và truy cập nhanh những cái tính năng mới. Thì cái này như mình đã nói là các bạn hoàn toàn có nhu cầu thì các bạn có thể mua. Đó, vậy thôi. Thì trong app này nó cũng có một vài cái rất là hay, đó là Messenger Logline nè, Blacklist nè. Thì các bạn không muốn cái tin nhắn nào mà không lọt rồi trong cái app này á, thì các bạn chỉ cần vào Blacklist này và chúng ta bỏ cái phần ứng dụng đó đi là xong. Các bạn cũng có thể lia luôn toàn bộ cái tin nhắn mà nó đã có ở ngoài này để chúng ta có thể giảm thiểu được cái việc là chiếm bộ nhớ. Ok, thì cái app này nó cũng chỉ có tới vậy thôi. Ok, vừa rồi thì mình đã chỉ cho các bạn một cái app để chúng ta có thể xem được tin nhắn mà người khác đã thu hồi trong lúc mà các bạn không kịp đọc á. Vậy thì các bạn thấy cái app này nó có hay không và có thật sự là tiện lợi trong lúc mà các bạn sử dụng hay không, hãy comment phía bên dưới nha. Và mình tin rằng với cái app này thì nếu mà các bạn sử dụng tốt thì chúng ta sẽ đọc được những cái tin nhắn mà các bạn đã vô tình bỏ qua khi mà người ta unsend. Nhưng mà thực sự mà nói rằng mình cũng không khuyên các bạn là sử dụng cái app này quá thường xuyên hay là lạm dụng nó đâu. Tại vì đôi khi là người ta gửi lộn thôi mà chúng ta đọc được thì đôi khi buồn á. Rồi, vậy còn bây giờ thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Đọc để bọn mình có động lực hơn ra video tương lai nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.